nha. Danh từ số ít, danh từ số nhiều. This das đi đâu, lát nữa mình sẽ nói this das đi đâu. Bây giờ cứ học danh từ số ít, danh từ số nhiều cho cô. Và các bạn nhớ, ở trong sách nó chỉ có cái bảng bé tí tẹo tèo teo thôi, nhưng mà kiến thức nó rất là dài. Vậy thì cô sẽ tách ra để các bạn học cho dễ. Chứ đọc trong sách chưa hiểu đâu. Trong sách nó tóm tắt lại ngắn gọn lắm. Nhớ chưa? Danh từ số ít, danh từ số nhiều. Danh từ số ít mà muốn chuyển sang danh từ số nhiều, nó có quy tắc nhé các bạn. Danh từ số ít là singular, các bạn đọc cái đề các bạn phải chú ý singular noun và chuyển sang plural noun. Ok, các bạn phải nhớ tiếng Anh của nó nhá. Bây giờ trường hợp 1, trường hợp 1 là trường hợp bình thường. Trường hợp 1 là đa số là trường hợp 1 này mình hay gặp trường hợp 1 nhiều nhá. Thêm sờ phía sau, thêm chữ sờ phía sau là các bạn là trường hợp 1 đó. Ví dụ book, một quyển sách mà muốn chuyển thành nhiều quyển sách là book thêm sờ. Một quyển một cây thước đi, ruler mà muốn chuyển sang nhiều cây thước là ruler thêm sờ, đúng không? Một quả táo là gì? An apple mà muốn chuyển sang nhiều quả táo là gì? Apple thêm gì vô? Thêm sờ vô, đó trường hợp đầu tiên đấy. Rồi tiếp theo, một cái gì, một cái bàn là table mà chuyển sang nhiều cái bàn là gì? Table thêm gì vô? Thêm sờ vô. Vậy đa số những trường hợp này là thêm cái gì phía sau? Thêm sờ phía sau động từ, nhớ chưa? Thêm sờ phía sau động từ, danh từ, sorry, thêm sờ phía sau danh từ. Rồi trường hợp 2, cô Trang, trường hợp 2 là trường hợp ông sáu già. Các bạn chú ý trường hợp 2 là trường hợp ông gì? Ông, các bạn ghi đúng chưa? Ông sáu chưa? Rồi. Già chưa? Chạy xe SH, không ghi tắt gì hết, ghi này để nhớ. Trường hợp 2 là trường hợp ông sáu già chạy xe SH, bạn quên chú ý này. Khi chúng ta gặp những chữ là gì? Tận cùng là O gì? O S Z rồi gì nữa? Chờ X SH thì chúng ta thêm gì? Thêm S vào phía sau. Ví dụ như này, mình có một quả cam, một quả cà chua là a tomato. Nhiều quả cà chua là gì? Tomato S đúng không? Một củ khoai tây là a potato. Nhiều khoai tây là gì? Potato S. Potato S. Nhớ chưa? Potato S. Ok chưa? Một cái đồng hồ là a watch. Nhiều cái đồng hồ là gì? Là watch thêm S, đọc là watch it. Một con cáo là a fox. Nó có chữ X phía sau đấy. Thì khi các bạn muốn chuyển thành những con cáo, các bạn thêm S chứ không phải thêm S đâu. Một cái hộp là a box. Và số nhiều của nó là box gì? Thêm S, đọc là box it. Ok, một cái món ăn, một cái đĩa anh là a dish. Các bạn chuyển sang số nhiều là gì? Dish thêm S, đọc là dish it. Hiểu chưa? Và còn rất nhiều trường hợp này nữa. Ok. Chấm 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 chấm. Các bạn qua trường hợp 3 cho cô. Trường hợp 3. Trường hợp 3. Nhìn TV coi trường hợp 3 đây, trường hợp Y. Trường hợp 3. Ủa, học là này cô. Học rồi chứ còn gì nữa. Thì trường hợp 3. Nhưng mà thằng người chưa học. Trường hợp 3. Kết thúc là Y. Ủa, học rồi thằng người cô. Có chứ sao không? Đó. Kết thúc là Y. Sẽ chuyển thành Y như này để anh ngắn thêm S. Như thế này. Một con bướm. Bớt tớ. Phải ai? Nhiều con bướm là gì? Bớt tớ fly y dài biến thành y ngắn thêm s, thấy chưa lý? Nè, hay chưa? Y dài này, này. Một con ruồi fly. Con sẽ biến thành fly y dài biến thành y ngắn thêm s, ok chưa? Ok chưa? Trừ trường hợp này. Trừ khi chìa khóa thì con thành khi sờ, không có biến. Boy thì thành boy sờ, ok chưa? Ok. Đấy, cô có thêm cái từ baby. Các bạn thêm từ baby là baby gì? Baby s. Rồi family. Family thì chuyển thành gì? Family s. Party. Party. Party là bữa tiệc thì cô chuyển thành party s, ok chưa? Đây là trừ trường hợp này. Trừ hai trường hợp này cho cô. Khi người boy mà vẫn giữ nguyên, không chỉ là thêm sờ thôi, nó không theo cái này. Rồi gạch chân trường hợp 3. Kết thúc là y.
dài biến thành y ngắn thêm sở. Biết không Quyên? Biết không? Biết không? Cái trường hợp 3 thôi. Cái này thì không cần viết nhá, viết lại ví dụ cho em là được rồi. Đó là trường hợp 3. Ghi vào. Trường hợp 3. Ok, trường hợp 3 là kết thúc là y dài. Kết thúc là chữ y dài, con sẽ chuyển y dài thành y ngắn thêm s vào. Ví dụ chúng ta có một con bướm butterfly. Nó kết thúc là y dài cho nên nhiều con bướm sẽ là butterfly y ngắn thêm s. Một con ruồi là fly sẽ chuyển thành gì? À, fly is. Rồi a party là một bữa tiệc, chuyển thành party is nhá. Một gia đình a family chuyển thành family is. A baby là một đứa bé, chuyển thành baby is. Trừ trường hợp này khi thì con chỉ cần thêm s sau thôi. Boy thêm s phía sau cho cô. Ok chưa? Chép xong chưa? Xong bài tiếp theo là bạn trường hợp 4. Trường hợp 4 là chữ ứ. À, chữ S nha các bạn. S thì S à. Trường hợp 4 là kết thúc là, các bạn ghi vô. Kết thúc là cái gì không vậy? Con trâu con lợn không vậy? Là S hoặc là ép nha. Con chuyển thành VS cho cô. Ghi vô. Ví dụ một bà vợ ở ngoài, 21 lì lấy một bà vợ ở ngoài. Còn 21 lì lấy hai bà vợ sẽ là 2Y. Thấy chưa? VS đấy chưa? Một cái giá sách là ở book sale. Cái gì mà cười? Book sale sẽ chuyển thành book sale. VS. Một chiếc lá, nó là xe hoặc không? Chiếc lá cuối cùng, một chiếc lá ở lip chuyển thành livers. VS, thấy chưa? Có thể ép nghe. Thấy phờ chưa? Thấy chưa? Là trường hợp 5. Hết, trường hợp 5 là hết. Nhanh cái trường hợp 4 mình sang trường hợp 5 nhá. Các bạn nào chứ mình làm gần chết rồi, quá trời quá đất rồi. Mà không biết làm nữa thì thôi rồi. Rồi trường hợp 4 là trường hợp 4 kết thúc là danh từ kết thúc là chữ F với lại chữ FE thì con thành VS cho cô. Mình có một bà vợ là ở Y, nhiều bà vợ là Y VS. Một book sale là một cái giá sách thì chuyển thành book sale VS. Rồi một chiếc lá bạn Quyên xong chưa? Ở lip chuyển thành L A V S liver. Đó là trường hợp 4, được chưa nhỉ? Các bạn yêu quý của cô, được chưa? Các bạn học sinh thân mến. Hai bạn học sinh nói chuyện như thần kinh kia. Rồi xong trong trường hợp 5 được chưa Quyên? Trường hợp 5 đây. Trường hợp 5. Danh từ không theo quy tắc. Không theo quy tắc gọi là bất quy tắc. Ok, bây giờ mình có trường hợp 5, các bạn ghi vào đi các bạn ơi. Các bạn ghi đâu rồi? Bạn Quyên có viết chậm thế? Tới 4 chưa? 5. Trường hợp 5. Trường hợp 5. Danh từ bất quy tắc. Danh từ không theo quy tắc. Bất quy tắc. Bất quy tắc. Rồi một người đàn ông và nhiều người đàn ông. Chữ A biến thành chữ E. Một người phụ nữ, nhiều người phụ nữ. Một cái răng là gì? Tooth. Nhiều cái răng là teeth. Một bàn chân là feet. Nhiều foot chứ. Một bàn chân là foot, nhiều bàn chân là feet. Và các bạn rác vô đọc này. Foot, feet, foot, feet thì dễ nhớ này. Ok. Foot, feet, foot, feet là dễ nhớ. Rồi tiếp theo cái gì nữa? Một đứa trẻ là a child.
nhiều con cá vẫn là fish luôn. Một con hươu là a deer mà nhiều con hươu vẫn là deer luôn. Còn gì nữa trẻ? Đó là cô hết rồi. Còn thu. Đó là cô cho từ gì nữa? Đó là cô. Rồi ok. Ghi vào. A man một người đàn ông thì thành chữ e. A woman thì thành women. Rồi, một cái răng là a tooth. Nhiều cái răng là teeth. Một bàn chân là a foot. Nhiều bàn chân là feet. Một đứa trẻ là a child. Nhiều đứa trẻ là children. Một người là a person ồn ào. Nhiều người là people. Một con ngỗng là a goose. Nhiều con ngỗng là geese. À vẫn còn đấy. Rồi, một con cá là một con cừu là sheep. Nhiều cừu vẫn là sheep. Một con cá là a fish, nhiều con cá thì vẫn là fish. Các bạn thêm con chuột, một con chuột là mouse, a mouse. Ờ mao là một con chuột, còn nhiều con chuột là mice. Biết không? Biết cái vụ con chuột không? Ờ mouse là một con chuột. Nhiều con chuột là mice. M-I-G-E. Ok. Đó là cái cách mà mình biến từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều. Nhanh là sang bài tập nhá. Nhanh là sang bài tập. Chuyển các danh từ sau sang dạng số nhiều, nhìn trên tivi nhá. Chép xong chưa? Để sang bài tập. Rồi, các bạn viết theo kiểu là cô cho từ nào thì các bạn đánh mũi tên là viết số nhiều bên cạnh luôn. Ok. Rồi, a book chuyển sang số nhiều đây. Book 2. Rồi, đây. A book này. Một. Rồi, một. A book chuyển sang số nhiều. 2. A pen chuyển sang số nhiều. 3. A ruler chuyển sang số nhiều. À. Có vở luôn. Nghiệp vở chứ sao nữa. Nhanh lên, chạy nhanh lên. A pen. Chuyển sang số nhiều đây. Đang thức đi. Rồi, 4. A desk. 5. Viết nhanh mấy kịp các bạn ơi. A school bus. 6. A goose. 7. A sheep. 6. A goose. 7. A sheep. Nhanh đây, chuyển sang số nhiều đây. 8. Ủa, sao cô tám chưa? Cho nó hả cô? Trên TV á. Trên đây sẽ làm gì? A tomato. 9. Cho nó chết. A potato. Quá. Trời ơi, mà chưa bị một. Kịp không Quyên? Câu mấy rồi? Câu 4. Câu 8. A tomato. Câu 9. A potato. Thì biết làm không? Cái này hôm trước mình làm quá trời qua đất rồi. Để em lọc coi. Ăn chơi cả một buổi mệt gì. Tại con này để nó chơi với con dạy đó. Câu 10. Mau. Câu 11. Mouse. Câu 11 là a mouse. Câu 10 a mouse. Câu 11 một cái đồng hồ, a watch. Câu 10. Biết kịp không? Nào. Ôi, dừng dừng dừng. Cái tiếng hồi bồ này còn đỡ hơn. Như cổ lên khó hiểu không? Đâu có. Tại là nó muốn. 20 câu thôi. Hãy
và sắt. 20 câu không? Quyên biết làm con? Rồi. Thôi nhà bạn thôi. Cô nhà nhà thằng Mẫn họ hàng nhớ cô chưa? Họ hàng 7 đời, bắn đại bác 7 đời. Đại bác không họ hàng. Họ xa bên bên ông nội xưa. Họ xa xa xưa xa xưa. Tôi không? Kịp không? Cô ghi được này là kịp được. Sao cô ghi kịp? Thì cô đánh nhanh. Cô ghi nhanh. Đánh nhanh là tao mới tính kìa đó. Đó là em kiểu gì nè. Không chưa? Chưa. Em là xong được. Em gọi em là gì? Nói chuyện quá mà gì xong nổi. Em mới tới cô 10. Cô nó 6 là gì? Cô tam là thêm e sầu hả? Từ nào? Câu 9 á. E sầu chứ gì nữa, ông xấu xa. Ơi. Mơ là gốc nguyên tắc của cô. Đúng rồi, con chuột kìa. Chuyển thành mơ y cơ e mars. Nhanh giùm tôi cái. Chẳng xíu nữa. Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Kệ. Trời ơi. Mắc mắc lại là thời gian nhiều người rồi. Nhanh đi. Nhưng mà dây nó không dừng lại đi. Bắt nó chạy nhanh thôi. Mình đánh nó, đánh toàn nó. Ơ mà không biết là nó có. Nó có nó chạy chặt đây. Nó chạy như cái gì chặt xương. Không quan tâm đâu, hai con chó nó hôn nhau. Hai con chó đang. Hai con chó ở dưới. Tôi biết người ta đang nghĩ gì. Buồn thức phức. Mình đã có 2 rồi. Tóc xui chuẩn bị vào mắt rồi đây. Ôi cô ơi, không thích lời mẹ đâu mà mình cắt. Chuẩn bị cắt tiếp. Nhìn này lên. Để mái nhà em đẹp ngon. Ta sẽ không bao giờ. Mái này nó chạm mắt nhìn bắt chuyện lắm. Sáng đầu không trong xuống nó để mái. Nó để từ nhỏ nhiều. Mẹ bắt á. Mẹ tao bắt á. Cắt ghê. Anh được con không cột lên. Cột lên thì nó mới dài ra được chứ. Tao lúc này thôi. Có cái để chọc vào mắt cô gì. Cô Đoan nhìn nó phát bực mình. Cô, người đối diện cô. Nhìn bực lắm. Nó chọc vào mắt này. Cái đứa bên cạnh kinh khủng. Cái đứa bên cạnh nó cũng không thường. Rồi tiếp theo 14. Ok thì 15 đã thấy mình. Boy 16 baby 16 baby đây. Từ từ cô. Chuẩn bị gì mà từ. Sao có một đấy. Ai mà chậm chạp. Em chậm một giờ. Đâu kiên đâu. Học sinh gì không? Học sinh thế này á. Đi ngồi tù 7 năm như tao có xịn mày đây. Mày đây đây, mày kêu tao chứ. Đệ tử của khá bảnh rồi. Em đang thú bảnh rồi, em chỉ múc. Có 17. Một chiếc lá. 17 early. Baby là chuyển sang là y sờ hả? Nghe. Tự biết. Câu 18. Một cái thư viện. Câu 19. Ở laptop. Câu 13 là gì? Câu 13 là một bông hoa. Câu 19 gì vậy? Một cái laptop. Cô đánh răng lắm mà. Em cũng phải ghi đề lắm mà. Bớt càng làm đi. Em đang càng
Không khi đề sao làm? Câu 20 gì cô? Ừ, quên nhầm rồi hả? An eraser. Câu này nó nói câu này. Cô là muốn câu 20 của cô. Ừ. À. Một con cừu. Hai con cừu. Ủa 20 câu mà cô. Rồi đi chấm điểm. 20 câu mà cô chưa cho 20. Khuyến mãi một câu. Chơi gì? Cô hay vậy quá. Khuyến mãi một câu. Đứa nào xong cứ lấy chấm. Không cần được cô. Không cần chấm hả? Học kiểu gì không cần chấm điểm. Cô... thôi thì... xong rồi xuống câu 1 đọc đáp án. Lên câu 1 đọc đáp án. Xong rồi cô. Mẹ mày đừng nói. Bớt qua mẹ đi. Ai bảo ngồi nói chuyện. Nói chuyện người ta làm xong mình chưa làm xong. Em một tư. Học hành thì lười biếng. Xu ngồi bên châu học rất là học luôn. Thì học rốt. Về nhà đốt luôn luôn. Tao nói mà nha. Hai cái con này có mình thấy cứ bực ghê nhá. Gọi cho con mụ dung mới được. À con. Sao con nói vậy em nhỉ? Con không được nói vậy. Người Huế mụ là dùng thân thiết á con. Không được đâu cô. Cô xài mẫu là không được. Cô xài mẫu là không được. Ở bên thử thấy cô mẹ cũng thân nhau lắm này. Rồi baby Esther này. Baby Baby à, giống như con chú baby nó này. Đấy nói chuyện kinh thiệt. Nó nói vậy mà nó bảo nó không nói gì. Thì mời không cô. Em đang im lặng đó. Chấm điểm đi coi. Lì chấm điểm của Quyên, Quyên chấm điểm của Lì cho cô cái. Su chấm của Châu, Châu chấm của Su cái. Ủa người nhớ rồi, người dọa chấm với người nhớ chứ cô. Nhưng mà đúng chứ cô. Nhá, câu số 1 phải là gì? Là Brossit. Bởi vì nó có SH. Câu số 2 các bạn ơi, baby các bạn mới làm xong. E-S-R. À, baby E-S-R. E-S-R. Rồi, cái hộp thì sao? Box it, box it các bạn, thêm e sờ vào. Box it, hai bạn kia làm chưa? À, box it các bạn ơi, không có biết chữ ở lại nữa nha. Một đứa trẻ là try, one try, hai đứa trẻ là gì? Hai đứa trẻ là gì chứ? Câu 4. Children, các bạn check rồi. Children. Mới học hai cái răng. Children. Rồi xe buýt. Một xe buýt là one bus, nhiều xe buýt là gì? Bớt thêm gì? Bớt thêm gì nói cô nghe? Thêm e sờ. Trường hợp ông xấu già chạy ZH nha các bạn. Bớt e sờ nhá. Một cậu bé là one boy, nhiều cậu bé là gì? One boy sờ. Boy sờ. Two boy sờ. Một cái khăn là a scarf. Hai cái khăn là gì? Các bạn ơi. Sờ cát là chữ S đằng sau biến thành vs. Sờ cát vs. Rồi một cái răng là one tooth, hai cái răng là gì? Hả? Là chu gì? Chu chít. Ok các bạn. Nhìn cái răng ghê quá ha. Cái răng với mặt hai răng. Chu chít. Hai răng. Chu chít. Ok răng. Chưa? Hai cái răng nó bị. Xuống bài dưới giờ con phải học thêm đít đát đi đâu. Đít đát đi đâu cho cô ghi trên bảng này. Thank you.
Biết đát đi đâu? Thì cô Quyên vừa viết vừa nghiền ngẫm để hiểu bài. Phải viết bài không hiểu bài cũng được không? À, biết đát đi đâu? Biết đát đi. Ngồi mà học nói chuyện cười khà 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 rồi hiểu cái gì? Chẳng hiểu cái gì hết. Các bạn nhớ cho cô, đít là đây, nó ở đây gọi là gần đúng không? Đát là kia. À, và nó đi với danh từ số ít. À, đi với danh từ số ít, nó cộng với một, nó cộng với danh từ số ít. Nha. Còn cái thằng đi với đâu á, các bạn đọc là đi đâu cho cô? Đi đâu. Nhá. Nó cộng với danh từ số nhiều. Cộng với danh từ số nhiều. Mình mới học danh từ số nhiều rồi đó. Đi là những cái này. Mà nó nhà thằng mầm đó. Đâu là những cái kia? Không lên lầu phá cô. Nha. Rồi các bạn nhớ đít là ở gì? Đây. Cái này nó ở gần như thế này cô gọi là gì? Đít. À, nó ở xa là kia là đát. Có một cái thôi. Nhưng mà nhiều quyển sách là đi books. Nhiều quyển sách phía kia là đi those books. Nhá. Rồi, đít là ở gần. Chép bài vô Quyên. Chán đi à? Kia là ở xa. Đít là phải hiểu bài. À, rồi. Đi là ở gần. Đâu là ở xa, các bạn chép hết chưa? Đâu là ở xa? Chết gì? Chết trên bảng chưa? Rồi. Ăn đòn. Ok chưa? Did that đi đâu? Rồi. Các bạn chép xong đi. Chúng ta vào bài. Vậy thì did và that nó sẽ đi với động từ to be là y. Đi đâu? Nó đi với động từ to be là a. Các bạn nhớ nha. Did that, bao giờ mình gặp did that mình chia là động từ to be là y hết. Rồi còn đi đâu là động từ to be là a. Did that là chủ ngữ số ít, đi đâu là chủ ngữ số nhiều. Nhỏ kia chép bài xong chưa? Xong rồi cơ. Nhỏ Quyên xong chưa? Rồi. Các bạn vào bài đi. Rồi các bạn số bài 2. Trang 24, bài 2 trang 24 các bạn. Coi chưa xong chưa? Con biết rất đấy đấy, con ra nè. Con rửa chép vào rửa vào rửa. Trang lên. Ôi. Đây này. Nhá, biết đã đi đâu này. Số bài này làm đi. Số 1 nó chỉ cái gì? Số 1. Hình số 1 đâu? Hình số 1 nó chỉ đây là cái mũ của tôi. Một cái nó phải dip. Nó ở gần mà. À, this is my cup. Số 2 là gì? Chìa khóa của tôi nó sao? Ủa, nhà của cô. Chìa khóa. Ủa, là cái từ nhiều là... gần nhá. Nhiều đâu mà nhiều? À, nhiều quá. À nhiều rồi, ở gần nó sao? Ờ đáp. Nói dip. Ở gần số nhiều, ở gần số nhiều. Đồ. Đồ. Đi. Đi. Nó xa nó phải đâu? Rồi các bạn, lưu ý ghi vào cho cô. Các bạn nói cho cô. Số 1 là nhiều hay ít? Số 1. Cái mũ nó mấy cái? Ít. Cái mũ là mấy? Dạ. Có mấy cái mũ? Ít. Một ít. Rồi bây giờ cô hỏi nha, có một cái mũ. Đi. Ở gần hay xa? Gần. Gần. Vậy số 1 này. Là đít. Ở gần là sẽ đít. Cái không gây không? Thì mai khác ghi nó khách luôn. Có một cái ví dụ. Số 2. Số 2 là chìa khóa đúng không? Chìa khóa có nhiều đúng không? Đi. Đi và ở gì? Ở gần. Vâng. Số nhiều ở gần. Số nhiều ở gần là đi. Và các bạn xài đi a à, my key cho cô. My key. Đây là những cái chìa khóa của tôi. Đi a à, my key. Viết thẳng cho sách đúng không? Số 2 á. Viết chỗ nào không chị? Không. Đây nè. Ừ viết nào. Viết nào đó? Số 2 nè. Viết bên dưới cái số 2 đó. Rất bút rồi. Học luôn. À đi. Biết chỗ nào thì biết. Biết sao con nhìn thấy. D A my key. D A my key. Biết số 2 đi là sang. Suy nghĩ câu số 3. Cái đồng hồ ở gần. Cái đồng hồ ở gần. Số 3. Con chỉ cần ghi D A my key thôi. Không cần ghi cái này đâu. Đồng hồ mấy cái? Một cái. Đồng hồ một cái mà ở gần. Con không có ghi với cái dạng chú dạng này cho cô nha. Con chỉ cần ghi ở gần.
This is my what? À, this is my what? This is my what? Sang số 4, 5, 6, 7 là ở xa hết nhá. Sao được? Có phải ghi cả câu chứ? Cả câu. Rồi sang cái câu 4, 5, 6, 7 là ở xa hết. Số 4 là tấm gì á? Tấm áp phích đúng không? Ừ, số nhiều, số 4 là số nhiều hay là số ít? Cái gì? Hai bức tranh mà. Số nhiều. Mà ở gần đấy xa? Đồ. Rồi đâu? Ở số nhiều xa. Số 4 bạn quên chú ý này, số 4 này nhiều mà ở xa nhá. Nhiều xa thì con xài cái gì? Đồ A. Đâu các bạn nhé, đồ A các bạn biết. Đâu A my poster. Tấm áp phích and server. Tấm server nghe. Nhiều xa. Đâu are my poster? Nghĩ vào, chán đời mấy cái đứa này ghê. Đâu are my poster? Đâu are my poster? Nghĩ vào. Đâu are my poster? Đâu are my poster? Số 5 đi, mấy cái hộp vậy? Số 5 là mấy cái hộp? Đâu A. Ok, ở xa đúng không? Đâu A luôn. Số 5 là đâu A, con chép vào chưa? Số 5 đâu A. Những cái hộp nói sao? Hộp một cái hộp là box, nhiều cái hộp là gì? Các em sờ vô box xịt các bạn. Box xịt. Số 6. Cái máy mấy cái đấy? Ủa đâu à, số 6, à số 6 một cái ở xa. Ít. Ít xa là nói sao? Đồ. Ít xa. Ít xa là đi. Đi là nhiều mà. Ít xa là đát. Ờ đát. Đát đi lý. Yep. Đát đi mai. Đi xa. Đát đi mai ghi ta. Ít xa. Đát đi mai ghi ta. Rồi, did, đát chứ. Đát y my guitar. Cái váy đầm, the red các bạn, mấy cái? Một cái. Một cái ở gần đây xa? Xa. Và đát luôn. Đát y my the red. Kia là cái đầm của tôi. Đi vào. Đát y my the red. That is my dress. Xong chưa? Xong rồi đúng không? 15 phút nữa. Rồi các bạn qua bài bên luôn. Xong chưa? Xong bài này chưa? Rồi mình qua bài bên luôn các bạn. Các bạn ghi cho cô DIA nào. Hôm nay học hơi bị nhiều nha. Quỷ sứ. Quỷ nhăn nhăn.
Rồi, nghe idea cho cô đây. Câu khẳng định. DAI nó cộng với danh từ số ít. DA nó cộng với danh từ số nhiều. Ví dụ như có chứ. There is a book on the table. Duy trì kênh như là gì? There are two books. Không cần đâu. On the table. Ok. Các bạn nhìn câu. Tập trung, nhìn buồn ngủ đấy. Có một quyển sách ở trên bàn. Các bạn thấy là một quyển sách là nhiều hay ít? Ít. Các bạn xài gì? There. Bây giờ không có did dot gì nữa. Bây giờ there is there are. Nhớ chưa? Và mình dịch là đây, có một quyển sách trên bàn. Còn did mình dịch là đây là mà. Đâu liên quan. Did is dịch là đây là. That is dịch là kia là. Còn đây thì là có một quyển sách trên bàn. Có hai quyển sách trên bàn. Là đi có nghe không? Nhìn mà cứ ngáo buồn ngủ không? There is a book on the table. There are two books on the table. Các bạn cứ để ý cái phía sau là nhiều hay ít thôi. Các bạn viết y hay a thôi nghe chưa? Rồi. B. Câu khẳng định. Tập trung cho nó hết thì về. B câu của mình. Cô nói tiếng Anh lớp 6, quyển sách này nó trình bày có quá nhiều kiến thức vào một bài, nó học mệt. Em học mệt thì. Nên mấy đứa mà để vào năm học học là cô thấy là đứa nào cũng chết đuối luôn. Thì đuối hết. Câu khẳng định là câu có not. Thêm not và cô bị thật. Chúng ta sẽ có there isn't. Cộng danh từ một ít. Vào năm học mà học chết đuối hết cả lũ. Em nuôi cho này con nói con phải nuốt từ hè mới hôm con mới quay mà nuốt gì với đây nghỉ năm mốt con mới kết thúc kịp bởi gì với đây nghỉ mở quá học từ giờ này mở quá mẹ cô rồi 2 giờ thì không mở quá là cô coi đã rồi cái thằng kia nó lên chuyển ca ba anh em tách ba anh em kia ra thì con lên 2 giờ chờ cô tách bọn nó ra bọn nó nói chuyện với chúng tôi. Nó chửi nhau ở nhà chú đã lên đây chửi nhau tiếp. Chờ chú không ngồi. Cô ba thằng anh em thuộc. Cô em nói là em ở trên lầu. Mà giống nhau mà. Gì lắm luôn á. Mê hết cả người. Em nghe tiếng của ba cái thằng con cái đó. Mà kinh khủng. Tao nào mà tao nghe bọn nó cãi nhau. Lấy được 2,5 triệu của ba anh em nó. Mệt lắm cái thằng đùa nó. Để y dần. Tăng lên 3,1 triệu hả cô? On the table. Kinh hả? Nhẹ giàu mà. On the table. There are. Con dịch là gì đó cô? On the table. Tức là không có một quyển sách trên bàn. Không có hai quyển sách trên bàn. Free mà. Con rất cái nhạc chết free nước ngoài. Được chưa? Con hiểu không hả? Câu phủ định là con thích nót là thôi, được chưa Quyên? Câu phủ định thích nót là thôi to be thôi, là y dần với là an, được chưa? Cái này mình học câu phủ định của động từ to be rồi. Nhưng mà ok. Em không biết gì. Cái này động từ to be thôi mà. Dạ, dễ lắm nhưng mà. Bài này là động từ to be. Con biết không biết rồi. Vậy khi nào sẽ y, khi nào sẽ a là biết chưa? Biết rồi. Phải nhìn danh từ phía sau. Biết rồi. Bây giờ ghi vô, đọc hết cả học. Em đang bị đau đầu, đau bụng. Chơi cho nó vào. Câu phủ định là câu có not trong câu, các bạn thêm not sau to be thôi. There isn't. À, với lại there aren't. Các bạn nhớ nha, there isn't, there aren't. Chúng ta có ví dụ. Ví dụ. There isn't a book on the table. There aren't book, two book on the table. Rồi các bạn tiếp tục này. Các bạn tiếp tục. Xong chưa Quyên? Rồi câu nghi vấn cho cô. C câu nghi vấn. Câu nghi vấn các bạn nhanh chứ không là lên cấp 2 các bạn chắc không kịp đâu. Nó bỏ bà các kiểu chạy thử mà. Phải viết với tốc độ cô mới kịp được. Chứ gì nữa lớp cấp 2 rồi. Mà mốt ở trên lớp con dạy vù con chép kịp con bỏ bài à? Đúng rồi. Nó bò ra, con lập tuyển vở bò ra. Con thể con lập tuyển vở bò ra xem nó chép đủ
trên bàn. Có một quyển sách trên bàn phải không? Đúng rồi đó. Nếu có là Z gì? Z Z Z D I. Không có là no. D I Z. À đúng rồi. No D I Z. Các bạn nhớ nhé. Có là Z D I mới là khôn. Z D I mà không có là no D I Z. Thì mình trả lời là câu thêm mình khôn ghê. Rồi A D E. Còn năm nữa về A D A. Viết bản A D Chu Book. On the table. Su dịch câu này cho mẹ. Châu đi. Hả? A D book on the table. Dịch ờ, có ba sách, có hai quyển sách trên bàn đúng không? Z đi. Z D I. Hả? Dạ. Không biết chứ đa. No gì? No D I Allen. Hả? Đọc lại. No A D I. Đọc lại. Nấu gì? An. An. Chép của Quyên này, con ngồi đấy. Tập trung. Ly chép rồi. Chép bài vô nha. Chưa, làm gì đã tới, con bị khùng ạ. Chép bài đi con. Rồi làm bài trong sách. Chép xong nha, cái này về mà coi lại bài nha. Phải học, phải vứt hết cho cô đâu. Bữa sau con này mà tới sớm thì nó cứ ôm lên. Bữa nay để em tới sớm. Để cho xuống làm việc mất tập trung. Nam hiểm chứ. Em có cái đồ mà cô. Nhanh đi Quyên. Viết nhường lì mới nhanh chưa? Bà Quyên bà viết. Nhanh lên. Đó con thấy nó tụt không cô? Đó nó tụt. Nghe nhở? Bữa nay nối gót à, mẹ nhà ý hả? Rồi đây các bạn. Xô với Châu lật bài này ra. Bạn đã chết xong rồi lật bài này ra làm đi. Bài 3, bài 4. Em là này không phải không? Nha cô hướng dẫn cho nha. Nghe còn 4 phút nữa à. Tập trung. Cô vô ít là ít rồi cô. Dô ít là nó. Dô tích là câu khẳng định. Rồi Quyên nhìn cô làm nào. Câu 1 là đe gì các bạn? Đe y dần nhá. Câu 1 là đe y dần. Làm đi nhìn gì mà nhìn. Rồi con cô nhìn cô. Hai con nhỏ kia giữ theo tự cho người ta tập trung. Cô ơi con này nó sẵn với một chiều mỗi đó cô. Cả một buổi chiều nó ngồi bên này chơi. Tôi nhìn nó mệt mỏi luôn. Rồi ở đây các bạn này dấu ít là y dần các bạn. Bởi vì số ít. Câu 2 nhiều hay ít? Câu 2 là số nhiều hay số ít? Số ít là đề y. Câu 3 là nhiều hay ít? Nhiều. 4 cái ghế là nhiều hay ít? Nhiều là phải A và có nốt thì thêm. Thêm nốt A dần. A đọc A dần. Rồi câu số 4 các bạn. 4 là nhiều hay ít? 4 là ít. Ít. Ít là câu có nốt không? Không. Không. Câu số 5 là nhiều hay ít? Ít. Một câu sờ là ít à? À nhà con nhầm. A. Câu số 6 là nhiều hay ít? Nhiều. Nhiều có nốt không? Có. Thế vào. Ok chưa Quyên? Rồi. Ok các bạn nhanh người về. Đọc lại câu số 2 là gì các bạn? D A I. Câu số 3 là gì? Đến được nào. D A thêm nốt vào D an. Câu số 4 là gì? D A I. Câu số 5 là D gì? D A. Câu số 6 là D an. Số bài dưới. Bài dưới. Bài dưới. Ta sẽ cái bài này các bạn điền cho nó tìm. Điền vô nha. Câu A. Câu 1 A. Thôi in này. Cô. Hai đứa này cho ra một kia đứng một đấy. Để các tập trung. Câu 1. Câu hỏi các bạn, câu hỏi là sai gì? Câu hỏi mà một cái tấm thảm ở carpet là số ít. Câu sai là y rồi đó. Y đe nhá, y mà đây câu hỏi các bạn là y trước. Y đe các bạn. Đi vào y đe. Có một tấm thảm trong phòng phải không? Z gì? Z đe gì? Z đe gì? Câu 2, số nhiều hay số ít? Painting có sờ cái là số nhiều hay số
Nhiều. Ừ? Ly, câu số 2 con. Nhiều. Làm đi. Rồi, câu số 2 là nhiều nha. A gì? A nè, và nâu gì? Nâu gì? Đè an. Đầu đè an, cứ dần dần mà an. Biết nào? A đè. A đè. Có những cái bức tranh trên tường phải không? Nâu gì? Nâu đè an. Nâu đè an các bạn nhá. Câu số 3. Một cái giá sách là nhiều hay ít? Nhiều ít. Ít là sai. Y đe. Và nâu gì? Nâu đe y dần các bạn nhá. Ok. Y đe. Và nâu đe y dần. Rồi sang câu 4 luôn đi. 4 cái ghế thì các bạn xài gì nhỉ? A đe. A đe. Và Z gì? Z đe A. Ok chưa? Rồi sang bài số 5. Hãy nhìn vào phòng khách của nhà Khâu và hãy hỏi và trả lời câu hỏi theo ví dụ dưới đây. Rồi các bạn, có hai bức tranh phải không? Phải có hai bức tranh không? No, de an. Đây là câu ví dụ này. Có một giá sách phải không? Yes, de i giá sách nè. Rồi chúng ta viết có một cái đèn phải không? Các bạn hỏi cho cô có một cái đèn phải không? Nói sao? Yes, de ở là. Yes, yes, de. De chứ? Lê. Các bạn chép câu này vô, chép bài này vô. Chép bài câu vô trong sách luôn. Rồi mình hỏi đèn xong rồi, các bạn hỏi ghế sofa cho cô đi. Các bạn hỏi với cô có một ghế sofa phải không đấy? Thì there a sofa. Z gì? Z there y. Rồi mình đã hỏi được cái nào mình gạch bên này đi các bạn. Sofa rồi, cái đèn rồi. Phải hết tất cả những tưởng là trò. Cô mời bạn bạn Châu hỏi với cô tấm thảm nhá. Ly hỏi bàn cà phê nhá. Bạn Quyên hỏi ghế bành nhá. Su hỏi hai cửa sổ nhá. Đó đừng nghĩ cô. Con là bàn cà phê đúng không? Ủa, bàn cà phê mà. À, tấm thảm là đứa nào? Thảm là con Châu. Rồi, ghế sofa là các bạn chắc gọi is there a sofa in the room? Yes, there is. Rồi. Một tấm thảm hỏi sao bạn bạn đâu? Ở y gì? Is there a carpet gì nữa? In the room. Yes gì? There is. Rồi tiếp theo, tấm bàn cà phê đi lì. Is there a coffee table? Coffee. À, table in the room. Trả lời sao? Yes, there. Đấy, cái bàn nhỏ nhỏ là bàn cà phê đấy. Yes, there y. Rồi, tới Su. Chu window. In. Rồi, ok. À quên, các bạn không cần in the room đâu. Không cần in the room đâu. Xóa in the room đi cho nó ngắn gọn. Ha. À. Xóa in the room đi cho ngắn nhá, còn phải dài dòng chép mệt. Tức là bạn nào level cao thì các bạn có thể nói in the room, bạn nào không cần thiết thì không cần. Bạn chờ, bạn Quyên nói cho các cái ghế bành nào, armchair nào. Số ít con. Idea. Armchair. Idea an armchair. Có không? Có. Z gì? There. E. Z there E. Idea an armchair nào. Bữa sau cô sẽ hỏi lại cái bài mà DIDA các bạn còn đang mơ hồ như cái gì đây nè. Rồi, về nhà làm bài 6 cho cô, miêu tả cái phòng khách của nhà con cho cô. Bạn Châu nghe chưa? Bài 6 không? Về nhà làm bài số 6 cho cô, miêu tả phòng khách của mình. Ví dụ như thế này. Trong phòng khách của tôi có một ghế sofa, trong phòng khách của Pau có một ghế, cũng có một ghế sofa thôi. Ủa vậy là so sánh Pau với lại em mình à? Không cần so sánh, về nhà mô tả phòng khách của mình thôi. Về nhà ơi, nhắn cho nhóm mà có làm gì đâu. Chắc có phải nhắn cho mẹ quá. Nhắn cho nhóm đi.